xin chào các bạn, chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hiện tại là mình đang có mặt tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao là trường đua Phú Thọ đó các anh chị, trường đua Phú Thọ, trường đua ngựa ngày xưa nè. Các anh chị thấy bây giờ trên cổng chỗ trường đua Phú Thọ người ta còn để hình con ngựa nè các anh chị. Hồi xưa thì nơi đây cũng là một cái trường đua từ thời Pháp ấy, giải trí thể thao cho người Pháp, thì tới bây giờ thì không còn tổ chức đua ngựa ở đây nữa mà là trở thành một trung tâm thể dục thể thao, huấn luyện và thi đấu thì rất là đa năng. Bởi vì trong đây có rất là nhiều môn thể thao, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, nói chung là một khu phức hợp thể thao rất là rộng lớn. Thì mình đang có mặt ở đây trên đường Lê Đại Hành, hướng từ 3 tháng 2 đi vào vòng xoay Lê Đại Hành. Thì hôm nay em sẽ mời các anh chị lang thang cùng em đi ngắm nhìn Sài Gòn nhé. Dạ, mời các anh chị cùng em lên đường thôi. Đang đi đây là đường Lê Đại Hành, hướng từ 3 tháng 2 và sau lưng em là đường 3 tháng 2 và trước mặt em đây là đường vòng xoay Lê Đại Hành. Bên phải đây là công viên khu phức hợp thể thao trường đua Phú Thọ, và một trong những cái trường đua rất là lâu đời và có mặt đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhưng mà tới hôm nay thì ở đây cũng không còn tổ chức đua ngựa nữa mà chỉ tổ chức cho tập luyện và thi đấu thể thao thôi, và thành khu phức hợp thể thao. Và trước mặt anh chị đây là vòng xoay Lê Đại Hành. Dạ. Thì em sẽ rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Nhỏ. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi rong ruổi khám phá cái khu cư xá Lữ Gia. Dạ. Thì có rất là nhiều anh chị đang định cư ở nước ngoài có nhờ em đi quay cái cư xá Lữ Gia để cho các anh chị xem, bởi vì hiện tại thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam thì rất là tốt và quản lý rất tốt. Hiện tại thì Việt Nam không còn dịch Covid nữa, nhưng mà vẫn theo sự khuyến cáo của chính quyền và các ban ngành thì người dân cũng nên thận trọng với Corona và cũng nên đeo khẩu trang ở nơi đông người, giữ khoảng cách an toàn và thường xuyên rửa tay. Còn các anh chị ở nước ngoài, ở châu Âu, ở Mỹ rồi thì tình hình dịch Corona còn rất là nhiều. Dạ, em đang đây quẹo vào đường Lữ Gia đây. Chính vì vậy mà những chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và quốc tế thì có nhưng mà rất là hạn chế, nên các anh chị cũng khó được về Việt Nam vào cái thời điểm này. Dạ. Nên có nhờ em đi quay lại những nơi anh chị đã từng sống, từng học tập và từng làm việc để cho các anh chị xem lại để đỡ nhớ quê hương và đỡ nhớ đất nước. Thì hiện tại bên trái đó là khu cư xá Lữ Gia ở đây. Dạ, đang đi trên đường Lữ Gia thì có rất là nhiều cái đường xẹt vào trong cái khu cư xá này. Thì em sẽ chạy em tìm một cái đường nào đó em sẽ quẹo vào trong cái cư xá Lữ Gia cho các chị xem. Cái đường Lữ Gia thì có hàng xà cừ rất là mát các anh chị. Bên phải là trường đua Phú Thọ và bên trái là khu cư xá Lữ Gia đây. Tới đây thì là công chỗ trường đua Phú Thọ đây, ngay cổng của đường Lữ Gia. Thì em sẽ rẽ trái vào trong cái khu Lữ Gia này cho các anh chị xem nhé. Đây là khu cư xá Lữ Gia, đường 16. Yeah. Đây là đường 16, bởi vì khu cư xá Lữ Gia này đặt tên theo là số, đường số 1, số 2, số 3.
Dạ em đang đi đường 16. Đường số 2 là đường số 2 là một trong những cái đường gọi là đường chính, đường lớn của cư xá Lý Gia đó các anh chị. Ngay đầu đường số 2 cũng là một cái công viên ngay cổng của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đây, trên đường Lý Thường Kiệt. Giờ em sẽ quay trở lại chi tiết cái khu cư xá Lý Gia này cho các anh chị xem. Đường số 2 là một trong những cái đường lớn và đường chính của cái khu cư xá này, còn rất là nhiều đường mà xẹt nữa. Thì em sẽ đi cái đường lớn này trước, rồi chút xíu em sẽ đi tất cả những cái đường xẹt trong đây cho các anh chị xem. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái khu cư xá như thế này. Dạ, như là cư xá Tự Do trên đường Cách Mạng tháng 8, rồi công viên văn hóa Lê Thị Riêng thì có khu cư xá Bắc Hải, rồi có khu cư xá đường sắt ở đường, rồi khu cư xá Bình Thới. Dạ, rất là nhiều khu cư xá như thế này. Những khu cư xá như thế này hồi xưa là dành cho cán bộ cấp cao, dành cho các sĩ quan cấp cao từ thời Pháp ở đó, thì sau này người ta mới không ở rồi bán ra cho những người dân, thì bắt đầu người dân hình thành ở đây mới là rất là nhiều. Đây là trường trung học cơ sở Lữ Gia, cũng một trong những cái trường trung học khá là lâu đời đó. Sẽ quẹo vào một cái đường cho các anh chị xem. Đường 40. À, đây là đường 40. Nói chung thì đặt tên đường thì cũng dễ tìm. Dạ, đặt tên đường theo số chẵn số lẻ cũng mà dễ tìm. Nhà giàu không anh chị, nhà đẹp, nhà giàu, nhà rộng lớn không? Đây là hẻm 40. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa mấy khu này toàn là cấp cho cán bộ cấp cao ở sĩ quan ở, nên là nhà rất là rộng. Nhưng sau này thì đổi chủ thì người ta có điều kiện là xây lên toàn những nhà rộng đẹp lớn. Quẹo qua đây là đường số 3, nó giống như là rồi tiếp tục quẹo vào đường này, đường số mấy đây, đường số 3. Đây là 34. Dạ, 34, hẻm 34. Nó giống như là cái bàn cờ đó anh chị. Nó quy hoạch khu này khá là tốt, giống như một cái bàn cờ. Thì giữa hai dãy phố còn có một cái dãy hẻm ở giữa nữa. Dạ, thì em sẽ đi quần trong đây hết cho các anh chị xem.
em để cho anh chị ngắm nhìn lại nhà mình từng ở đường chúng đây nhé. Dạ. Nói chung thì ở cứ Lưỡi Gia này nó là hẻm vậy thôi chứ đường khá là lớn anh chị, nó đã quy hoạch đồng bộ rồi, giống như cái bàn cờ sẹt qua sẹt lại nên là quy hoạch là khá là đồng bộ. Ở trong đây thì không có hẻm nhỏ đâu, hẻm lớn luôn, rất là hay. Ở đây thì bây giờ thì cũng nhà rồi cũng cho thuê công ty văn phòng đồ khá là nhiều. Đây là hẻm 22 cư xá Lưỡi Gia. Thì giữa những cái dãy nhà cũng còn những cái hẻm phố, hẻm nhỏ thôi nữa. Dạ, nói chung là đó là cái hẻm do hẻm nội bộ thôi, hẻm phía sau nhà người ta thôi. Giống như giữa hai cái nhà đâu đích lại với nhau thì có một cái hẻm thoáng vậy thôi chứ cũng không phải là hẻm mà để đi nhiều. Dạ. Ở cái khu này thì khá là ngon, và ở những cái khu cư xá thì khá là ngon, bởi vì được quy hoạch đồng bộ rồi, không có hẻm nhỏ, rất là gọi là thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là đường số 1 cư xá Lưỡi Gia. Ở đây là buổi sáng đầu tuần, nên là các anh chị thấy khu này thường là văn phòng là nhiều, cho thuê văn phòng công ty. Rồi buổi tối thì quán xá ăn nhậu đông đúc. Buổi sáng thì văn phòng người ta làm việc thì cũng khá là vắng vẻ yên tĩnh. Nó không có bằng cái khu Bắc Hải các anh chị. Khu Bắc Hải thì buổi sáng như vậy khá là nhộn nhịp, cà phê. Khu Bắc Hải thì chuyên về cà phê. Đây là đường số 2, đường số 2 cư xá Lưỡi Gia.
đây thì nó rất là nhiều ngõ, rất là nhiều đường. Tới đường thứ 40 mấy thì các anh chị biết rồi, là nó sẽ rất là nhiều cái đường đang xen với nhau, là giống như là một cái bàn cờ đang xen với nhau. Để mà đi hết cái khu Liễu Gia này thì chắc là cũng mất một buổi hoặc là gần cả ngày đó các anh chị. 40 mấy con đường mà để mà chạy giáp hết 40 mấy con đường này thì gọi là cũng hơi khó, và bởi vì không có nhiều thời gian để mình đi hết những con đường ở khu cái xá Liễu Gia này. Thì chỉ đi cơ bản những cái đường mà cơ bản nhất cho các anh chị xem, cũng như là những con đường mà các anh chị đã yêu cầu. Dạ. Dạ, đây thì nó ra cái hẻm của Lý Thường Kiệt. Em quay trở lại vào bên trong cái khu cư xá Liễu Gia này. Đi đường số 3 cư xá Liễu Gia, đường dọc xuôi xuôi là đường số lẻ, và đường dọc ngang ngang thì đường là đường số chẵn. Em nghĩ thì khoảng 10 năm qua thì cái khu cư xá này nó vẫn vậy và không có gì thay đổi nhiều, vẫn như ngày nào. Bởi vì thường mấy khu cư xá là người ta đã quy hoạch đồng bộ ổn định rồi các anh chị, nên có cái sự thay đổi nó thì rất là khó, rất là lâu, và mất một thời gian sau thì người ta mới thay đổi. Chứ còn quy hoạch đã ổn định rồi thì hiện tại thì nó vẫn là như vậy thôi, không có cái gì thay đổi nhiều. Cũng có một cái hẻm cũng khá là hay hay để em quẹo vào cho các anh chị xem thử. Một cái hẻm của đường cư xá Liễu Gia.
đây thì những cái nhà to to người ta kinh doanh về vật tư và kinh doanh về thuốc là nhiều. Ra xe ô tô bởi vì khá là rộng. Mấy cái đây khá là rộng, nhà to to không để mình ra tận dụng, đó là mà nhà xưởng, công ty kinh doanh ra ô tô rất là nhiều. Chạy vòng vòng thì hồi nó cũng quay về đường cũ, bởi vì nó giống như cái bàn cờ, chị cứ chạy lòng vòng thì nó cũng sẽ ra được những cái đường cũ thôi. Và giờ đây là đường 16, gặp đường nào thì đi đường đó thôi chứ không có đi theo thứ tự được anh chị. Mình cũng không biết nói như thế nào nữa, cứ gọi là gặp đường nào thì đi đường đó. Nãy giờ em cũng đi lòng vòng trong cái khu cư xá Lữ Gia để cho các anh chị xem cũng như là ngắm nhìn lại khu cư xá Lữ Gia này, nơi mà các anh chị đã từng sống, từng học tập và từng làm việc. Thì em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây và kính chúc quý bác anh chị một ngày mới làm việc hăng say, tràn đầy sinh lực. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ.